Đó thì Quang Kia xin kính chào tất cả quý con quý nhà vườn nha. Đó thì ngày hôm nay Kia đi làm về ngang quý con trung tâm cây giống ở cây lậy Tiền Giang quý con. Đó thì trong cái tuần vừa rồi quý con thì rất là nhiều quý con ha thì cũng gọi điện thoại hỏi Kia chọn cái giống dừa mã lai như thế nào để cho đạt hiệu quả. Đôi khi quý con đi ra những cái trại giống á thì quý bà con mua cái trái dừa mã lai mà nó ra trồng phía ngoài sau mà nó ra như cái trái dừa dâu luôn quý con. Đó thì ngày hôm nay kia cũng hơi tối rồi quý con thấy ha, trời cũng hơi tối rồi đó, cho nên là Kia cũng không có ngại vấn đề đó ha, cũng ghé trung tâm cây giống đây, trung tâm cây giống ha quý con ha. Đó thì cũng chia sẻ với quý con người ta cách nhận dạng nhanh về cái cây dừa mã lai như thế nào để cho nó đạt chuẩn, nó đúng nguồn gốc. Đó đây Kia cũng mời ở đây mình đi đường này đi, mời vô mời con vô ha, đi tham quan. Đây là cái trung tâm cây giống, địa chỉ trung tâm cây giống ha quý con ha, trung tâm cây giống mang yên tâm đến mọi nhà. Vâng, Kia mời tất cả quý con cùng đi thăm cái vườn ươm vườn vừa ha quý con ha. Đó đây là cái cổ xe đây là cổ xe mà là hàng ngày trên từng phút giây sẽ đi những cái cung đường cái cung đường để phục vụ cho tất cả quý con tay vận chuyển những cái cây trồng mới lạ ha, cũng như là cái cây trồng tại có tại địa phương ha, cho tất cả quý con ta canh tác cây ăn trái để cho nó đạt cái chất lượng cũng như là đúng giống ha, đúng chất lượng ha quý con ha. Đây tới 5 cây đó. Ok ha. Rồi, đây thì Kia mời quý con đi vào cái vườn ươm của cái vườn dừa ha quý con ha. Đây thì thấy quý con thấy không? Dừa trái rất là đẹp luôn. Đó, ngồi mình ngồi xuống nè. Đó, quý con thấy mộng nó chỉa lên ha. Đó. Quá ok ha. Đó. Thì mình đi ra một vòng ha quý con. Đó, một vòng đi. Đó, mình tham quan hết cái đi ha. Rồi Kia chia sẻ cho quý con nhận dạng ha, cái trái dừa như thế nào để gọi là dừa mã lai đó. Có nguyên hồi tuần rồi đó quý con, thì rất là nhiều quý con có gọi điện thoại cho Kia hỏi đó, thì Kia cũng chia sẻ qua điện thoại rồi đó, thì ngày hôm nay thì Kia ghé trực tiếp luôn trực tiếp mà trung tâm cây giống luôn đó, thì Kia chia sẻ thực tế trên trái dừa luôn ha, để cho tất cả quý bà con mình là nhận dạng để cho nhanh ha quý con ha. Đó, chứ không thôi quý con ra mua lậm cái là tiêu đời luôn đó. Đây ha quý con ha. Đó, đây là cái cây dừa mã lai. Đó. Về cái thứ nhất đó quý bà con thì cái trái dừa mã lai á thì quý bà con thấy về cái kích cỡ ha, thứ nhất là về cái kích cỡ nó cũng không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Đó. Thì cái này thì chắc cái có cái độ hoành đó quý bà con. Cái vòng tròn trái dừa cái độ lớn cái độ vòng vòng hoành ha thì khoảng tầm 40 và 42 ha. Đó, 40 42. Đó, cái đó là về cái tỷ lệ trái lớn nhỏ ha quý con ha. Rồi tới tiếp tục nữa thì cái vấn đề thứ hai. Cái thứ hai nữa thì quý con thấy nó có những nếp nhăn ha, trên cái da là có những nếp nhăn. Đó. Thì cũng có rất nhiều bà con mua nói dừa mã lai mà sao về mà thấy nó bóng giận luôn. Cái da này nó bóng giận luôn. Cái trái nó bự chà bá lửa gì đó. Cho nên là quý bà con ra nó thôi chắc lẽ là quý bà con là hơi nhầm giống rồi. Đó, mua nhầm giống rồi. Đó, đó là về cái nếp cái vết nhăn trên cái dừa ha quý con. Thì vấn đề thứ ba nữa quý con thấy ha. Về cái chỗ cái đít ở dưới nè, quý con thấy nó có hơi nhô nhô gần tí ha. Đó. Nhô nhô ra gì nè. Mà đúng chuẩn là cái mã lai. Còn quý con mua cái đít bầu luôn á, cái đít tròn luôn á là Kia cam kết quý con ha là nó không có đúng đâu. Đó, là quý con trồng ra là cái dừa dâu rồi chứ không còn cái dừa mã lai nữa đâu. Đó, cho nên quý con lưu ý ba cái vấn đề quan trọng nữa nha. Đó, còn cái vấn đề thứ tư nữa quý con Kia cũng muốn chia sẻ với quý con luôn á, thì xác định chúng ta một lại một lần nữa. Đó, thứ nhất là quý con thấy cái tàu nè, đây nè. Ha. Cái tàu này nó rất là lùn nè. Đó, nó lùn nè. Đó.
Còn mà cái tàu mà khi mà nó ra như này mà nó chót vót nó cao như này nữa ha quý con ha, đó là nó ra cái cây dừa chắc nó cao tàu khoảng chục mét luôn rồi đó, nó không còn lùn nữa ha, không có lùn nữa đó. Thế này là cũng là một cái lưu ý ha, quý con khi mua quý con nên là xem cái cổ tàu dừa như này nè, nó thấy không, nó lùng à, nó ngắn nha, nó ngắn mà nó mập nó nu luôn á đó. Cho nên là rất là quan trọng cây giống là quý con trồng là quý con chọn giống là cho nó chuẩn mới được, cho nó đúng giống mới được đó. Còn quý cô con nào mà chưa có am hiểu á, hoặc là chưa có rõ gì cái nguồn gốc á, thì Kia cũng có để lại những cái số điện thoại trên màn hình á đó, thì quý cô con ha gọi điện thoại trực tiếp cho Kia ha, thì Kia cũng tận tình chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý cô con đó, để cho quý cô con an tâm về chọn đúng giống đúng chất lượng đó. Rồi bà con gửi gắm vào đó sau khoảng thời gian khoảng 1.5 năm thì cây nó ra trái ha đó, để cho quý con an tâm. Quá tuyệt vời, là quá ok luôn đó. Chắc này tối nãy kia nói tối đó, chắc này quý con thấy bóng đèn nữa không đó, chắc này 6:30 rồi, gần 7 giờ rồi đó, trời thôi tối gần tối mịt luôn rồi đó. Nhưng mà do cái nhu cầu quý con cho nên là Kia cũng dành một khoảng thời gian ghé trung tâm cây giống để chia sẻ cho quý cô con về cái cây trồng mới cũng như là nhận dạng trên cái cây dừa Mã Lai như thế nào để cho nó đạt chuẩn nha quý cô con nha. Nó rất là tuyệt vời, rất ok ha. Chung thì hồi nãy nghe cái anh chủ trang trại quý cô con thì nói là cái lô dừa này nào quý cô con nè, là đã có chủ rồi hết rồi ha, đã có chủ hết rồi đó. Cho nên là quý cô con cần thiết ha, cần thiết thì có nhu cầu gì trồng cây dừa thì quý cô con liên hệ càng sớm càng tốt ha đó. Thì bên Kia cũng chia sẻ cho quý cô con cái địa chỉ ở chỗ trung tâm cây giống cũng như là chúng ta lên một cái lộ trình ha, chúng ta đặt hàng trước cây dừa này phải đặt hàng trước quý con mới có nha. Còn nếu mà con là loại mua liền là số lượng lớn là không có đâu. Không biết con mua vài trái thì có, chứ mua số lượng 400-500 cây, 1000 cây, 1000 trái nói chung không có ha quý con ha. Cái này là đã đặt hàng trước đã có chủ hết trơn rồi. Dừa đã có chủ hết ha quý con. Nè, cho quý con xem lần ha. Ồ nó đẹp. Đẹp hết biết đẹp luôn rồi. Quá đẹp. Đó, nè, thấy cái mầm nó u nu u nặng luôn quý con. Đó, u nu luôn. Đó, quý. Bởi vì Kia cam kết quý con là chúng ta phải cái giống nó phải chuẩn. Đó, phải chuẩn nó mới đẹp. Đó. Không chuẩn là nó không đẹp đâu quý con ơi. Đó, Kia cũng nhấn mạnh cho quý con ha. Thế vậy, để quý con an tâm. An tâm để chọn giống ha. Đó, ngon lành luôn nè. Đó thì trên điện thoại màn hình đó thì Kia để lại những cái số điện thoại đó quý con. Thứ nhất là chúng ta Kia chia sẻ cái kỹ thuật ha, cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng từ khi ở cái giai đoạn cây con ha, cây con cho đến là cây chúng ta mang trái và cho thu hoạch ha quý con ha. Thì từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây thì nó hoàn toàn nó sẽ khác nhau hết đó. Thì quý con cần thiết gì cái kỹ thuật đó, thì quý con liên hệ trực tiếp cho Kia nha đó. Đó thì Kia cũng tận tình chia sẻ cho quý con một cái kỹ thuật tối ưu nhất đó, chăm sóc dễ dàng nhất đó, dễ làm, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng ha quý con đó. Đó thì Kia cũng tạm kết thúc video đây ha quý con, hẹn quý con lại một video tiếp theo.